Xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Chúng ta trong cuộc đời hình như ai cũng bị đau lưng một lần. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta bắt đầu trên 30 tuổi trở lên thì những cơn đau lưng nó sẽ khác với lại những cơn đau lưng ở những người trẻ tuổi mà do làm việc sai tư thế. Ở đây cái cơn đau lưng của chúng ta sẽ để ý, chúng ta thấy buổi sáng chúng ta dậy lưng nó sẽ bị đau và có cảm giác bị cứng. Và nếu mà chúng ta vặn vẹo một hồi thì chúng ta sẽ thấy lưng dễ chịu hơn. Và nếu mà quý vị ngồi lâu một thời gian thì lưng sẽ bị đau. Nếu quý vị có triệu chứng này thì chúng ta đã có bắt đầu cái triệu chứng thoái hóa cột sống. Nguyên nhân của thoái hóa cột sống thắt lưng là do tuổi già. Và hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều những cái biện pháp điều trị khác nhau. Tự trung lại chúng ta có hai biện pháp điều trị. Thứ nhất là dùng thuốc và thứ hai là các biện pháp tập luyện để điều trị và phòng ngừa. Thì sau đây bác sĩ Võ Châu Duyên sẽ trình bày với quý vị những bài tập mà quý vị có thể thực hiện tại nhà, tại cơ quan để mục tiêu phòng ngừa, và nếu chúng ta đã bị đau lưng thì chúng ta có thể điều trị được. Như bác sĩ Nam Anh đã giới thiệu, sau đây tôi xin trình bày cho quý vị một số bài tập hỗ trợ trong việc điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng. Bài tập đầu tiên là bài tập gập gối. Tư thế chuẩn bị: nằm ngửa, lưng thẳng, hai chân gấp ở tư thế 90 độ, hai tay song song với thân mình. Quý vị gấp chân bên trái vào trong thành ngực, giữ hai tay ở trên đầu gối ép sát gối vào thành ngực, giữ khoảng 15 giây. Sau đó nâng cổ lên, đưa cằm vào sát vào đầu gối và giữ khoảng 15 giây. Rồi thả lỏng ra, đưa về tư thế ban đầu. Tiếp tục tương tự như vậy với gối bên phải, sẽ gấp gối vào sát thành ngực, giữ ở trong 15 giây, sau đó nâng cằm sát vào gối, tiếp tục giữ 15 giây và thả lỏng ra ở vị trí ban đầu. Tiếp theo quý vị sẽ gập cả hai gối, trong đó sẽ gập từng gối một, gối bên phải, tiếp tục gối bên trái, ép sát hai gối vào trong lồng ngực, tiếp tục nâng cằm vào giữa hai gối và giữ ở tư thế này trong 15 giây và sau đó thả lỏng ra về vị trí ban đầu. Bài tập thứ hai, bài tập vặn mình. Quý vị để hai gối tư thế gấp 90 độ, hai tay ở phía sau gáy bắt chéo. Tiếp theo các bạn dùng chân bên trái bắt chéo lên chân bên phải, sau đó ép sát gối phải vào thành giường và giữ ở tư thế này trong vòng 15 giây. Sau đó chúng ta trở về tư thế ban đầu. Tiếp theo quý vị sẽ bắt chéo chân phải lên trên chân trái, xoay người về phía bên đối diện và áp sát gối trái vào thành giường, giữ ở tư thế này trong khoảng 15 giây. Sau đó quý vị thả lỏng về tư thế ban đầu. Bài tập thứ ba, bài tập lưng mèo. Quý vị nằm sấp ở tư thế gối gấp 90 độ, cẳng tay và khuỷu tay thẳng. Sau đó quý vị sẽ cong lưng về phía sau, cổ gấp sát vào thân mình. Chúng ta sẽ giữ ở tư thế này trong vòng 10 giây, sau đó thả lỏng về vị trí ban đầu. Tiếp tục quý vị cong bụng ra phía trước và ưỡn cổ ra phía sau và tiếp tục giữ tư thế này trong 10 giây, sau đó quý vị trở về tư thế ban đầu. Bài tập thứ tư, bài tập gập lưng. Quý vị ngồi ở tư thế lưng thẳng, hai chân gập lại khoảng 45 độ và dạng sang hai bên. Sau đó quý vị sẽ đưa thẳng hai tay ra phía trước và ép sát thân mình xuống dưới nền, giữ khoảng 15 giây. Sau đó quý vị sẽ thả lỏng trở về tư thế ban đầu.
Vừa rồi chúng tôi đã trình bày với quý vị những bài tập. Tuy nhiên, quý vị cần phải lưu ý những điểm sau đây trong việc điều trị và phòng ngừa thoái hóa cột sống thắt lưng. Lưu ý trong điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng. Với người làm việc văn phòng, cần phải đứng dậy đi lại sau 1 đến 2 tiếng ngồi làm việc. Với người lao động chân tay, chú ý không mang vác quá sức. Với những vật quá nặng, không bao giờ được đứng cúi lưng để nhấc lên, mà phải ngồi xổm xuống, nâng vật lên từ từ. Khi có cơn đau dữ dội đột ngột, phải tìm cách nằm yên, bất động chỗ đau. Không nên xoa nắng, đấm bóp, kích thích nhiều vào chỗ đau. Nên ăn đủ chất, đặc biệt là những thực phẩm giàu canxi, magie như thịt, trứng, tôm, cua, sữa. Trên đây chúng tôi đã trình bày với quý vị những bài tập trong việc phòng ngừa và điều trị cái thoái hóa cột sống thắt lưng. Nếu quý vị bị thoái hóa cột sống thắt lưng thì quý vị cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trong vấn đề điều trị bằng thuốc. Ngoài ra quý vị cần phải chú ý đến chế độ ăn uống để nâng cao cái hiệu quả điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng. Xin chào quý vị và xin hẹn gặp trong chương trình tiếp theo.